Bé cứ bé chết tử thế nhỏ hỏi là sao nó chìm nó tiếng mua có con tàu kia nó không nó không hỏi lúc đó là tiếng tàu thế chứ không nó tát tàu nhận tàu nó tàu nó chết kia lúc nó sẽ chết con tàu kia thế nào thì là giờ là tuyết sâu cho hơn à thì cứ gọi là sâu hơn tua cho đi một thứ khó thế này chứ rồi cứ kêu kêu sâu sâu thế rồi chỉ là câu phải đánh nó đó. Tôi nói là cô mới có lên ở đó thì khả năng sẽ khả tư lý chứ bảo lý xong cái lý cứ chỉ cho bảo dòng hay dễ chân nó là ô lái xe lý chả sơ chả nó chẳng có cú nhưng chính cái xe lý xa nó nhớ xa hoa lỡ mô cô lỡ còn nên tối à lý cho ta tỏ nha chỉ lý thư lý chẳng có ta dòng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hôm nay chị có phải sang chơi thì thế chị ước quá luôn chưa luôn mà thế cái thằng nó chưa cho là youtube đi tao mới thật bé đó chị thì cô ta do cũng là chị chỉ muốn thư rõ sớm đâu trẻ chị còn cũng nhớ nó dạo đó hả ta nhớ ước một tài chị chúa ước một tao nói chị chú chú sống từ chú kia tại đó thế tận sinh về sẽ chị tại đó sẽ chị trả tiền mất thế kho dù họ chỉ nhận là tại đó họ chỉ bỏ là không cho thế nào chị thì cô còn cũng nhớ nó sớm đâu trẻ họ từ họ à dù họ chỉ nhận là nhưng họ chỉ bỏ hay là hú đó thì chẳng lẽ họ hú là đâu lại thảo như thế họ tự do dù họ bỏ hay là có hai kia trong đó thế này chị à cô nhớ là cô chỉ nói lên một sân chơi để theo lý năng mộ là xin à lý năng mộ sẽ chơi à lý chơi lý bài sẽ lý cô chỉ dùng đó cho nên sẽ ra đó sẽ lại theo cho phong như ấy nhưng xã cả mộ là ông năng mộ siêu ông luôn nhớ là ông năng nhớ thế lý chứ mà ấy giờ ông năng nhớ ông năng mộ để chơi tết thầu những tao gì tết thầu trong nên là chị nó chăm bền thế này chị cho họ dùng một chiếc tao thế nào chị thì cô mù chị cũng thấy đi nhỏ nè hay nếu cho sẽ sẽ là nếu họ sợ ít tu mũi tu nhỏ là nếu họ chị chồng nó cô giờ chọn đủ thế chị cho tiết làm lo nó là cô dùng chuyện thế nào là cô là tu không mua thế nhau à khu tại địa thế non chị chơi chơi là cô dùng chuyện là sức khỏe chị nói chị tới giờ lúc sợ chỉ mừng tử thế nó chỉ mừng tử một trâu à là người chọn đôi nào là cô giờ chờ à đôi nữa đôi anh hôm nay chị nói cô hiện tại cái chị tới chỉ mừng lắm rồi để chuẩn chị tao chọn đôi về chơi xe thì lúc nào là cô tôi tàu đi nó sẽ thế nó người chọn đôi cô chị lấy những đôi trâu sẽ khơi ta chỉ cho cái sao thì là cô à ở đây đi nó sẽ thế cô lấy khoản để nó thế họ tao sẽ chị là họ dùng một thế nó chúng tôi chỉ là dùng cho thực kỳ mà đi trả cá tôi rồi thế à cô cứ bài toán mình tuân đang nâng cũng nhiều khó là chọn tôi nó xin à thì chỉ nhớ chị thứ số mọi thứ bài môn chơi chị tại đó người dùng toán mình tuân đang nâng có sức chị mà nó cô họ lo chị cô họ một toán mình tu cô họ một toán mình tu chị à tại đó người họ nhớ xem là chuyện đấy nó nè thì cũng toán mình tu cũng nhiều khó là chọn tôi nó xin tại đó cô tiền lắm người tôi sẽ bé nói xem mà cô chỉ nhớ ai chơi của họ anh nhớ họ là chân tôi nè nó nói chị là từ cả từ tiền rồi ô tô đi nó xem giờ ta kia là mà đi trả cả tôi biết được thế nè trời ơi khó nói giờ rồi trả lời họ mất sổ lo đi nó khó nói khó à mấy mẹ ấy nói trả lời mất sổ đi nó trong đợi nói khó nói xong rồi giờ lúa chủ là do lúa nếu mấy lúa chủ mấy lúa một cầu nữa cho hoàn thành nè cho nên cô mua số ta là trộn thế thầu là khó mà là khó là mấy cô đi mua chỉ thầu là cô chỉ đi mua là ta chỉ là cô mua số ta là nó trộn thế nào thế nên
ở bên nó ơi giờ là chị bé họ chấm là họ mà đi giờ à số cho họ cho tên cho nó tiếc cái cho phong hiệu của tiệc ở chợ họ chỉ số à có tất cả cho trả tiền cho nó chỉ khó để chi à tới giờ là chị giờ nó chỉ muốn ăn này giờ nó chỉ muốn ăn thế là họ chỉ cho số thế là chứ chị ở bên nó mà đi giờ à cho chị là mà đi giờ à là cho là số cho thế nó cho phong hiệu nè nè à cho số sẽ là nè họ chị cho thế nên nó nhỏ dành cho là tôi vào chế nó cho nên sẽ xử này do mù chế mù đi mù xử họ tới chỉ là lợi dụng đó do lợi dụng đó là những khó khăn cầu xử là nên họ lúc xin để chọn theo cho khỏi tiền dù lúc vào lúc chế là chế nhưng mà tôi là nhớ sẽ là nhớ rõ là uống cầu và tài liệu khó phải khó trong này thế là bỏ xí bỏ cho thế nào giờ thì trả lời bé họ xí xin để nó xí ăn để xí xí chọn một theo cho phong như sẽ được mình chỉ khó cho cái khó đi chế chỉ thấy đi bỏ tiền là ô cho họ tiền cho họ tư thì cái mình chỉ chế nên chắc chắn chắc là nên làm sang chế chứ nên mà ít khi hồi đó yêu ít lười khi hồi đó yêu ít lười hồi nông đi ô đi nó hồi nông nó thì là ô chế đi trả cho đi trả lời cả cả chi tôi sai tôi giỏi chế là ô đi trả cho đi trả lời nó mà anh chế hết này ít lâu ngoài nên nhân cho yêu nên hồi đó yêu rất là tới giờ ấy mình sẽ chờ nửa lúc chế xảy ra nửa lúc nửa lúc chế bây giờ ít xíu là ít rồi đi ít xíu nó ít rồi xíu ta chỉ chơi nông chơi nó chơi nông nó chơi anh có xíu nó cứ chạy ra chơi chả lâu nó giờ mình chỉ là mà mua ta kia là tất bạc hàng nữa ta kia chơi đó chỗ phong yêu chả nó chơi của chúng mình chỉ chơi cứ mò 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 là cho thế lấy nó mà ta bỏ lỡ nên to luôn nên sớ tới bắp cũng được chơi lỡ trong khó lắm chơi thì nhập lâu lũ sớ lâu để mà mò mà nếu mà kia lâu để cho thâu rồi ta lo rồi lâu chơi cũng bỏ chết bụng đồ cũng phong chết cái gì ta lo nhập bé tụ lâu lũ sớ nhập nhập chỗ mua bé tụ lâu để chơi mà nó ứ chế cơ chế thì cứ ti hồi trai mới nói là chơi rồi thâu thâu bé tụ liền thì lâu cái chiêu là lâu nhất tao nói thế nào lúc áp bộ
ta cũng tôi hành gì của trường đông tiền ba cha trong người đi thằng đấy từ sáng của tôi lo cười cha cho nó ngấm mé lo lì nè làm mất kể kia nó lái chết lại tiền lúc ra sớm cho sát thịt co lớn đó giờ không ăn được co ô không ăn chê ô cả tao kia họ cho xí thế là để hồ sơ giờ đi cho là lạ ก็ต้องต่อเลยหรอเออโจชัดเตสนู่นเตปายใจจอกคันเนาะเนี่ยตะกี้เตอะเราต้องปาหลอนเนาะเออเราตื้อปาตาเราตื้อสิเจเราตาก็สิเราตาหรอเออเราตื้อสิเจเราจนนู่นโจเรามาไปเจเราเทเราเทเลยจอกคันจนดูเนาะตาลูกนะเจเราขอเช็ดถั่วตัวปอนเนาะเออเราเทคันตามาดิเทคันโจสิมันตามาไอ้ถั่วตัวเนาะ เขาจะข้ามเสาตะกี้แล้วตัวปลาเราอินุ่งเจ๊เจ้าตาจะเล่าเจ๊เจ้าเลยว่ามันนี่ถั่วมันเลยอยู่อ่ะเราโดนเราได้ช็อตเอาหนอนตัวเราหน้าช็อตเช็คปากเขาอัดตัวเท่ามันจะต่ออ่ะกับปูเขาหน้าเจ๊แล้วครับปูว่าต่อเท่าสุดน่ะแล้วถั่วก็ที่หน้าเจ๊เราก็เลยต้องต่อตุกคันเท่เจ๊เราต้องปูตุกคันเท่เจ๊แล้วปูว่าหมูเท่เนี่ยเผาไอ้แล้วอุ่นต่อไรเจ้าคันน้ำตาเจ๊เลยโอ้ยเจ๊เจ๊แต่ก็อุ่นเจ๊ต้มเลยไป ก็น่าต้องก่อก็หลับที่ช่างอ่ะแต่เขาต้องไปนั่นเองแต่ตอนแรกเอ๊ะใช่ใช่ใช่ก็เจ็บไปแล้วเดียวตัวเล็กหมอไปนั่นหมอตัดต่อไปนั่นหมอตัดมาได้แล้วตัวอะไรเจ้าจึงเกาหลีเจ้าหมอสิจิมุนนั้นตัดเสร็จดีเลยอ่ะแล้วน้องจะช่วยเหลือแล้วนั่นทำให้ตัดเราน้ำก้อนเราก็จะเจียเสียอ่ะเออแล้วก็ท้องเนาะนั่นเราก็ไปแล้วก็ไปช้า ใช่ใช่ปวดช่วยเราใช่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 ใ
ก็กูแพงก็ก็ไปคนด่าสั้นเจ้าก็ของมึงสั้นเจ้าของฉันตรงแล้วก็ใจยังมือก็ใจยังมือชิดใจยังมึงเหยียดเลยน้อยตัวน่ะโอ้ชิดโตตัวหรอตัวหรอตัดที่จ้าหรอลี่ตัดกี่เจ้าฉันจ้าเจ้ามึงตัดเต๋อเจ้ายักษ์เราอยู่เจ้าสิมองดีกี้เขาหมอมูใช้ปลาเย็นน้องน่ะตัวแม่ได้ช่วยหรอจุนตู้อยู่ล้นหาเออเนี่ยมาเจี๊ยบกูหลับป้อนเดี๋ยวเขาทำบุญเราเจี๊ยบเขาน่ารักกูเองนอนรอต่อเชื้อร้อยนั่นเจี๊ยบกูป้าเท่าเลยเอลี่เหรอเท่าก็เท่าหรอโอ้ยจุ๊บเช่นเดียตอนเช้าเดี๋ยวนี้จะมาเรียนจริงจังสิครับโอ้ย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 จะมาเรียนจริงจังสิครับเอลี่เอก็ลอยเลยตัวก็เตล้องหรอตัวก็เตพูดต่อสั้นหมดเลยหรอแล้วอยากทำตัวอย่างนี้อ่ะหรอเอลี่บ้าตัวก็เตล้องนะตัวก็เตล้องพูดเลยแล้วมันจะไม่เจ๋งนู่นทำตัวอย่างนี้ที่ไปที่นู่นก็ลอยที่เตที่นู่นสตงอย่างนี้ลอยเปลี่ยนเอาเต่าใช่ใช่อย่างนี้ลอยโตอย่างนี้ตื้อเท่าก็เต่าลอยติงก็ชอบเลยท่านบอกจีล้อมาดีไปต่อไรเออต้องมาดีต่อไรอย่างนี้มามันเดินไปอย่างนี้ไปแล้วปุ๊บดักเต่าลอยมันเดินมาลอยคายดักแค่แค่เดินเดียลอยเจ้าท่านบอกจุ๊บเช่อุ้งกำมืออย่างนี้จุ๊บเช่ลอยอย่างนี้ตื้อไรเปลี่ยนก็เต่าลอยท่านบอกลอยไปต่อมาเจอเอ้ยจ๊อกกี้เจ้าน่าจะเอ้ยแต่ว่าชิมุนันตาเจชิมุนันตาเจแล้วมันก็จะจอดตรงโอ้ตาเป็นเ
chụp mò thế nó thế này tại con dế đó dế chạy đó con chơi chơi đâu cả à con chỉ không là vừa mầm đầu cũng lo hơn chứ bây giờ xả tiền chơi con nó chơi chơi mò chơi cái nụ nó có gì cả liền hả chứ mà nó to đôi khi đâu tại tại gì la la ô mua tại đó mua em giá mua cho cả chưa tại đó tại đó đâu đâu mình tôi ra nó hả ก็จะได้เฮ้ยก็ตอนนี้ห้องจำต้องติดต่อทางสุขภาพดีนะจ้ะเดี๋ยวมึงนอนหลับต้องสุขภาพจะมาเที่ยวสบายเที่ยวสบายจ้ะหรอจบเลยไม่ต้องเสียเงินต้องตัวตัวน่าจะต้องเต้นที่ตายจะขอตัวเลย ก็ให้น้องมึงเอาของก็จะมีแต่มึงยังอันยาสีขาวแล้วกูให้ต้นนั่นจะเป็นพวกเครื่องเสียงนี่ก็จะตัดเชือกยาหนูถึงน้องจะเอาเสื้อหนีเลยเฮ้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 
ก็ไปจะน่าเองเป็นเนี่ยป้าก็หรอกเนื้อเป็นไงบอกว่าเอาหน้าเรียนแบบนั่งเจ้นอนอยู่โต๊ะนอนอยู่ตัวไอ้เด็กเอาเต่าก็อยู่ไอ้เด็กทันนอนก็ต้องก็ต้องตาแข็งมากจะเหมือนเต่าที่ต้องนะนี่มันหมอจ้า老师好，你不等着啊，你得是这样。